Xin chào tất cả anh em gần xa nha. Hôm nay mình lại có một cái mẫu lưỡi mới để mong muốn giới thiệu với anh em nè. Thì mẫu hôm nay là lưỡi R7, R7 nha anh em. Thì R7 nó sẽ lớn hơn R5 2 size. Và R7 này thì mình vẫn là cái kiểu mà bóp cái chui để anh em tóm cho nó dễ nè. Đợt sau mình sẽ làm một mớ R7 nhưng mà không có bóp này. Tại anh em nhiều người xài thì 9 người 10 ý có người thích cái đuôi này. Có người thích cái đuôi dẹt và cũng có cái người thích cái đuôi chặt. Thì cái R7 này, đây là cái R5 nè anh em. À, mọi người thấy nó nhỏ, nó có tương quan ha, nó lớn hơn cái R5 chút một chút. Và cái cọng của nó cũng lớn hơn nữa, cho nên anh em sẽ câu được cá lớn. Cái R7 này thì nó cũng chỉ có màu đen thôi nha anh em, hiện giờ chưa có màu trắng. Thì các anh em thấy không, cái R7 nó lớn hơn cái R5 khá rõ. Và cái gọng cong của nó nè, gọng cong nó cũng tương tự các bạn. Cái gọng này nó cũng tương tự nè, cái gọng này nó tương tự như cái R5 thôi. Thì anh em nào sử dụng để câu cá lớn thì sử dụng cái lưỡi R7 này nha. Cái kiểu ó này thì nó cũng đã rất là khó xảy rồi nè. Thì thường nếu mà cái gọng thẳng á, thì nó sẽ dễ xảy, còn cái gọng mà nó cong rồi thì dính cá thì rất là khó xảy. Kinh nghiệm câu của mình á, thì mình thấy thường 10 trường hợp dính thì chỉ một hai trường hợp thì xảy là nhiều anh em. Mà cái trường hợp nó bị xảy là một phần cũng là do cái lỗi chủ quan của mình, cái chỗ mà cái mình quậy lỗ, mình khoét lỗ đó, nó không có sạch đó. Cỏ còn quá nhiều bắt buộc nó phải phải bị xảy rồi. Còn cá cái một khi nó dính cái nó dãy ghê lắm, và nó cái cỏ nó tựa vô được cái cỏ, nó có cái thế nó dãy đó. Thì cái lực nó rất là lớn, nó định nó dễ bị tét mép lắm. Nó xảy cái đó nó chỉ có tét mép là nó đi thôi, chứ nó không có xảy theo cái kiểu gì được đó. Cho nên anh em mà câu mà chỗ mà có cá lớn thì mình cũng chú ý, mình biết chỗ đó có cá lớn rồi mình chú ý mình dọn cỏ cho nó sạch ha anh em ha. Mình cũng bị vài cú rồi, đó là cá mà lớn mà bị xảy rất là tức. Nó chỉ có xảy kiểu đó thôi à. Còn nếu mà trường hợp mà địa hình trống trải rồi nó dính thì nó cũng chỉ có quần quần đó. Tại cái cần mà nó cũng có độ dẻo á, thì nó sẽ dìu được con cá, thì nó cũng chỉ có bơi vòng vòng đó à. Nên nó không có chỗ nào để nó tựa vô để nó dãy, cho nên nó sẽ không được. Rồi thì cái này là R5, cái này là R7. Thì nếu mà anh em nào mà câu cá lớn thì anh em sử dụng cái lưỡi R7 này ha. Thì mình hiện giờ cái hàng R7 mình có cũng khá là nhiều. Đây, một mớ lưỡi R7 nha. R7 này thì tóm cũng dễ lắm anh em. Thì đây là cái cọng dù ha, siêu bền. Cái cỡ này là cỡ dây số 6, không, cỡ dây số 6 và cái kích thước dây là 0,4 ly nha anh em. Và nó tải được 40 kg. Thì thường mà cắm câu cá lóc thì mình không có quan tâm đến dây, bởi vì mình xài dây dù rồi nó rất là khó, không có trường hợp nào bị đứt dây hết. Rồi đây ha. Mình sẽ tóm thử cho anh em coi nè, có cái lỗ nè, xuyên vô. Khác như cái trường hợp cái lưỡi dẹt anh em ha. Thì cái lưỡi dẹt thì anh em cần phải quay phải phải bệnh rất là nhiều vòng, còn cái đuôi này á, thì anh em chỉ cần bệnh cái chừng 3 vòng là nó cứ ngắt rồi. 1 2 3 vòng, ngoảnh ngoảnh 3 vòng chắc cú, không cần nhiều. Rồi, xuyên là kéo vậy. Vậy là xong. Chắc cú luôn, không nói gì hết. Rồi thì đó là về cái lưỡi và cách cách tóm lưỡi cái lưỡi R7 này nha anh em ha.
Thì nếu anh em nào có nhu cầu sử dụng cái lưỡi R7 này thì các anh em liên hệ mình theo số điện thoại 0786 493 437 nha. Thì mình sẽ ship hàng toàn quốc cho anh em luôn. Thì xin cảm ơn các anh em đã theo dõi video clip này của mình nha. Thì nếu anh em nào hết video clip này nhớ giúp mình chia sẻ video này để cho mọi người cùng xem luôn nha. Còn về cái clip cắm câu cá lóc á, thì mình đã làm rất là nhiều clip về cắm câu trên cái kênh kia của mình nha anh em, Cuộc Sống Ruộng Vườn á. Thì anh em thích coi clip cắm câu á thì anh em cứ lên Cuộc Sống Ruộng Vườn trên YouTube á, anh em xem mình làm chắc cũng nhiều lắm, tại vì trên đó cũng chủ yếu là cắm câu ha, anh em xem cho vui ha. Rồi, cảm ơn anh em nha.